Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Video clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc JSON bằng Android. Thì ở video clip trước chúng ta đã đọc JSON ở cái dạng đơn giản rồi. Ví dụ như bạn thấy là trong JSON tôi có một cái ví dụ là tôi có cấu trúc môn học, nơi học, website, fanpage, logo. Và bạn thấy là môn học thì nó có giá trị của nó. Và đặc điểm của cái JSON này dạng đơn giản mình đã học ở video clip trước có nghĩa là các cái thẻ này nó đều khác nhau hoàn toàn và môn học chỉ có một giá trị thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi qua phần nhích lên tí xíu nữa, nhích độ khó lên tí xíu nữa. Có nghĩa là trong môn học có thể nó có nhiều cái giá trị hay nó có khác môn học, nó sẽ làm cái array. Thì để khai báo môn học là một array thì bạn xem tôi ví dụ số 2 nha. Đây là ví dụ bài tập này mình sẽ học. Đây là đường dẫn tới cái file JSON của nó. Thì tôi có để sẵn cái đường dẫn nó ở đây nha. Thì bạn thấy là trong danh sách 2 chấm, thường bạn đấy là thí dụ như là môn học 2 chấm rồi giá trị của nó trong giới đôi. Thì bây giờ lần này hơi lạ một tí là danh sách 2 chấm thì sau 2 chấm là một cái dấu ngoặc vuông. Bạn thấy nè, mở ngoặc vuông ở đây, đóng ngoặc vuông ở đây. Thì khi bạn thấy ngoặc vuông thì bạn nghĩ ngay tới đây là một cái mảng. Và bạn thấy đặc điểm là các cái thẻ ở đây, 4 thẻ này nè, nó đều giống nhau, đều là khóa học, khóa học, khóa học, khóa học. Tại vì đây là các phần tử nằm bên trong một cái array. Đấy, như vậy thì để đọc cái bài này thì trước tiên mình cũng phải tạo biến root để mà mình đọc cái cấu trúc của JSON đã. Thì S có nghĩa là nội dung của cái file demo3.json. Quan trọng nhất là danh sách. Thì bạn thấy danh sách này là tập hợp các khóa học. Bạn để ý nè, danh sách 2 chấm ngoặc vuông. Thì như vậy danh sách nó sẽ là một cái JSON array, là một cái mảng JSON. Thì là mảng thì sau đó tôi sẽ duyệt từng phần tử trong cái array này. Và cứ mỗi phần tử tôi sẽ gọi cái get json object y. Thì son có nghĩa là mỗi khóa học sẽ làm cái son. Và từ cái son này tôi sẽ get string cái khóa học của nó ra để tôi lấy cái nội dung của nó. Thì bài tập tiếp theo là tôi sẽ đọc cái json này. Và mong muốn của tôi là load cái danh sách này vào trong một cái list view. Tôi wrap list view luôn ha. Rồi, ok, tôi bắt đầu nha. Thì để đọc json thì trước tiên mình sẽ qua hai bước. Bước số 1 là bạn đọc cái nội dung của file này về trước đã. Để có biến s thì lúc đó cái thằng root nó mới hoạt động được nha. Bước số 2 là mình mới tiến hành đọc JSON. Rồi, tôi bắt đầu làm đây. Tôi tạo project mới. Khởi động là Android Studio lên. Đây, tạo project mới nha. Start a new Android Studio project. Tôi đặt tên là JSON Array. Các thông số này tôi để default như ban đầu, không chỉnh gì hết. Thì trong khi chờ nó load thì các bạn có thể là xem trước cái cấu trúc file JSON và mở cho tôi một cái màn hình mới chạy tới cho tôi cái link là read string from URL. Thì cái phần read string này mình đã được học ở cái bài là đọc nội dung từ một cái đường dẫn về rồi, internet về rồi. Thì ở đây tôi để cái hàm để chút nữa mình sử dụng để anh không có đỡ mất thời giờ nha. Rồi, bắt đầu. Tạo project xong thì nó hay báo là rendering problem. Sau bạn cứ chọn add theme và cho tôi bất kỳ một cái nhóm nào đó trong này ha. Ok. Rồi, bây giờ bài của mình như sau. Tại vì tôi muốn là một cái list view hiển thị danh sách mà, thành ra bạn bỏ cái hello world đi nha. Thì trong hộp công cụ bạn kéo xuống, bạn tìm cho tôi đối tượng có tên là list view, nắm list view kéo qua. Đấy, double click vào list view, đặt tên cho tôi là ví dụ như là list view khóa học. Enter. Thì đây là một cái list view. Thì tôi qua bên main activity.java, tôi tiến hành thao tác lãnh xạ luôn. Tôi khai báo một cái list view, tôi đặt tên là LV. List view LV. Rồi trong mod on create tôi tiến hành là ảnh xạ đó. LV nó là một cái list view find r id list view khóa học. Đấy. Thì đây là thao tác ảnh xạ. Rồi, bây giờ tôi vào phần rất quan trọng đây là tôi tiến hành đọc cái nội dung của cái cấu trúc này nha. Để đọc nội dung thì bạn cần tới cái hàm là get XML from URL. Cái này là tên hàm thôi nha, chứ chữ XML này không có liên quan gì tới bài học mình hết. Rồi bạn copy tất cả cái hàm này.
bạn đi về cho tôi main activity.java, ở phía dưới hàm on create bạn dán vào. Thì hiểu đơn giản cho tôi, cái hàm này á, bạn truyền tham số cho nó là một cái địa chỉ trang web, và cái hàm này nó sẽ trả về cái nội dung HTML của trang đó. Hay nói cái khác là bạn dùng cái hàm này để mà bạn đọc dữ liệu của một cái trang khác về nha. Rồi, tôi đang sử dụng Android 5 chấm, thành ra là khi mà bạn đọc dữ liệu từ trên Internet về, bạn phải tạo cho nó một cái async. Thì nhắc tới async, các bạn có thể tìm cho tôi cái bài async để bạn xem lại nha. Rồi, bây giờ để đọc dữ liệu thì tôi sẽ tạo một cái class, ví dụ tôi ghi là read.json. Và đặc biệt cái lớp này nó sẽ extends async. Tôi truyền vào thông số cho nó là một cái đường dẫn Internet, thành ra nó là string. Integer để bắt cái trạng thái nó đang tải về, và kết quả trở ra là một cái string mới. Đấy. Thì khi làm xong một string thì async, thì bạn click ngay async ha, nhấn alternate enter. Chọn cho tôi là implement methods, và cái method không thể thiếu là doing background. Đấy, doing background là cái hành động nó sẽ load cái đọc file về. Và khi đọc file xong thì nó sẽ gọi cái hàm đặc biệt là on. Các bạn chọn cho tôi là post execute, nhấn enter. Đấy, thì đây là cấu trúc của một cái async. Đầu tiên nó sẽ chạy hàm này. Khi nó load dữ liệu về xong, nó sẽ gọi on post execute. Và bây giờ ở bên trong cái hàm doing background, tôi sẽ gọi get XML ra. Thì cái đường dẫn nó là cái param nha bạn. Rồi, bây giờ tôi tạo nha. String kqi bằng tôi gọi hàm get XML, và tham số truyền vào là một cái địa chỉ trang web, ở đây là params 0. Thì param 0 là cái string nhé. Đấy. Rồi, param 0 là cái string. Và cái hàm này nó trả về cho tôi biến kqi chứ không phải là null. Ok. Và tôi kiểm tra là khi mà nó load về xong, tôi tốt nó ra xem thử cái kqi kết quả không nha. Thì kqi nó chính là biến s ở chỗ này nè. Rồi bây giờ tôi toast thử nha. Toast make text, màn hình mình đang đứng là main activity, to load biến short. Toast, thời gian toast của tôi sẽ là long. Tôi show nó ra luôn, đấy. Thì tôi vừa khai báo cái đối tượng là read.json để mà nó load dữ liệu của trang web về. Và giờ quan trọng là trong hàm onCreate mình phải gọi read.json này ra. Thì bạn biết rồi, async để mà chạy nó, thì trong onCreate bạn phải khai báo một cái là run, chọn tôi là onUIThread. Ở bên trong cặp tròn cho tôi là new run, chọn tôi là runnable, nhấn enter. Đấy, thì trong cái hàm run onUI tôi sẽ gọi cái biến read.json này ra, new readjson.execute. Và trong đây bạn sẽ truyền cái địa chỉ trang web mà bạn cần đọc về. Thì tôi quay lại cái đường dẫn JSON, tôi copy nó nha. Đây là JSON. Tôi quay về Android Studio, tôi truyền tham số vào. Thì cái đường dẫn bằng execute chỗ này nó chính là cái param 0. Và cái thằng async task này nó chạy, nó load dữ liệu về. Và khi nó load xong nó toast ra màn hình. Thì bây giờ trước khi tôi chạy thử, tôi kiểm tra coi nó load dữ liệu về được hay không. Tôi thấy là bài này mình có đi ra môi trường Internet, thành ra là phải xin phép nó đã. Bằng cách là các bạn mở manifest lên. Trước application, các bạn khai báo là uses permission. Và cái permission mình đang cần chính là Internet. Đóng lại. Đấy, nhớ xin permission này ha. Rồi bây giờ tôi kiểm tra, tôi run. Và tôi nhắc lại, khi tôi run thì nó chạy âm thầm, nó lấy nội dung của đường dẫn này về. Và tôi xem coi nó bóc nội dung được hay không nha. Run. Và tôi chọn cái một cái máy ảo. Ok, máy ảo chưa có. Tôi load lại nha. Tôi tạo lại máy ảo mới. Genymotion. Tôi start máy ảo mới nhất nha, 5 chấm.
Ok, bây giờ tôi mở thử máy ảo lên. Đấy, rồi. Bây giờ tôi quay về Android Studio, tôi run thử nè. Ok, tôi chọn máy ảo mới nhất. Đấy, như vậy bạn thấy là nó load được cái nội dung ra rồi. Đấy, bây giờ khi nó load được nội dung ra rồi, bây giờ quan trọng nhất là phần này. Trong cái hàm onboard execute thì mình đã toast biến sờ là cái nội dung rồi. Bây giờ tôi không toast nữa mà tôi tiến hành đọc JSON. Thì bạn quan sát cấu trúc JSON của mình nha. Đây, thì đầu tiên là mình tạo biến root để chứa cấu trúc JSON đã. Sau đó mình sẽ tìm thẻ danh sách, mà danh sách nó là một cái JSON array ha. Rồi làm bước đó trước nha. Tôi tạo cái JSON object. Đấy, đầu tiên tôi tạo cái JSON object. Tôi đặt tên là root, nó là thẻ gốc. New JSON object. Tôi truyền biến sờ vào. Sờ là những gì mà nãy giờ đọc được đó. Thì bạn lưu ý là gõ tới đây xong nó báo lỗi. Không phải lỗi đâu, mà là JSON object. Thì bạn phải gọi nó từ một cái hàm try catch. Bạn click ngay JSON object, bạn nhấn Internet Enter, chọn Surround with try catch. Đấy, và sau đó mình cứ viết code bình thường ha. Sau đó tôi tạo một cái JSON để mà chứa cái danh sách, nhưng mà tôi biết nó là mảng, thành ra tôi chọn là JSON Array. Tôi đặt tên là mảng. Từ thằng root là những gì mình đã đọc được từ cái trang web về. Tôi get JSON Array và cái thẻ tôi tìm là thẻ danh sách. Đấy, như vậy thì mảng của tôi nó chính là tập hợp các cái khóa học này. Bây giờ tôi sẽ duyệt cái mảng này, tôi chạy từ 0 cho tới mảng.length. Đấy, bắt đầu tôi duyệt mảng nha. For int y, một biến y nào đó bằng 0. Và y nó sẽ chạy tới y bằng 0. Và y nó sẽ chạy tới mảng.length. Nhớ nhỏ hơn chứ không phải nhỏ vào bằng nha, nhỏ hơn thôi. Y tăng lên một đơn vị. Đấy, đây là dòng for. Và cứ mỗi lần for nó chạy thì tôi cần lấy cái khóa học ra. Khóa học thì khóa học là một cái JSON object rồi chứ không phải array nữa nha. Đây là một thẻ duy nhất. Thì tôi đặt tên là son. Là từ cái thằng mảng, cái danh sách ở trên á, tôi get JSON object phần tử thứ y. Tại vì y là cái biến nó chạy. Thì một khi bạn có thằng son rồi thì bạn có thể lấy cái ruột của người son ra. Đó, nghĩa là son của tôi sẽ là một khóa học này. Và tôi sẽ gọi cái giá trị của nó ra. Thì bây giờ để kiểm tra thì tôi sẽ làm như sau. Trước dòng for tôi tạo một cái biến KQ bằng rỗng. Và cứ mỗi lần mà nó có một cái JSON thì tôi lấy kết quả đó tôi cộng vào trong KQ. KQ bằng chính nó cộng với lại son, tôi gọi hàm getString. GetString. Và cái chuỗi tôi cần lấy tên là khóa học. Đấy, tôi ra khỏi dòng for và tôi toast cái KQ này để tôi kiểm tra nha. Tôi xuất nó ra màn hình. À, không phải sờ mà là KQ. Rồi, tôi kiểm tra thử nha. Run. Tôi chọn máy ảo. Rồi, xem thử. Đấy, các môn học bạn thấy nó ra rồi nè. Ok, như vậy là tôi hoàn tất cái việc là tôi đọc JSON. Thì bạn gần hoàn tất bài rồi đó. Bây giờ sau khi tôi có cái này rồi thì nếu như bạn nào đã học tới bài JSON thì tới đây là xong rồi đó. Nhưng mà đối với bài này tôi đã nói là tôi muốn hiển thị trong cái list view. Thành ra tôi làm thêm một tí xíu nữa nha. Tôi đọc cái này trong list view. Thì để đọc trong một cái list view á, thì cái đoạn code mà có list view mình để trên đây nè. Đấy. Thì on create thì bạn đã ánh xạ LV rồi. Như vậy nhớ nha, LV là cái list view của mình. Thì bây giờ tôi làm thêm thao tác tí xíu nữa. Ở đây tôi không tạo cái mảng, không tạo cái string, mà tôi tạo một cái array. Thì bạn nhớ lại cho tôi bài list view nha. Bạn nào chưa học thì mở lại cho tôi cái bài list view. Thì để có một list view thì mình cần một cái array, một cái mảng nếu mà chứa danh sách các khóa học của mình. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái array list. Các phần tử có kiểu dữ liệu là string. Tôi đặt tên là mảng thì tôi có rồi, thành ra tôi đặt tên khác ha. Mảng khóa học. Mảng khóa học new array list string. Đấy,
cái mảng này rỗng. Và cứ mỗi một cái khóa học mà tôi get được ở đây, tôi sẽ add nó vào thằng mảng khóa học. Mảng khóa học, add, và tôi truyền cái khóa học tôi lấy được về. Đấy, như vậy là sau khi nó ra khỏi dòng for thì mảng khóa học là chứa các cái khóa học mà nó nằm trong file JSON. Và công việc còn lại của tôi là tôi cấu hình để mà tôi đổ vào list view nha. Thì học bài list view thì bạn biết rồi, quan trọng nhất là mình sẽ tạo một cái array adapter. Array adapter là cái nguồn dữ liệu sẽ đổ vào bên trong cái list view. Thì cái array adapter này, các phần tử của nó là string. Tôi đặt tên là adapter nha. New array adapter. Và các thông số bạn cần truyền vào ở đây bao gồm 3 thông số. Thứ nhất, cái màn hình mình đang đứng là main activity.this. Tham số thứ hai là android.r.layout. Tôi sử dụng layout sim list item 1 tại vì tôi chỉ muốn có một cái dòng chữ duy nhất hiện trong list view thôi. Tôi dùng layout này. Và cái danh sách tôi đổ vào chính là mảng khóa học. Đấy. Thì sau khi khai báo adapter này rồi, công việc còn lại là mình gắn nó vào cái list view set adapter, cái adapter mới vừa tạo ở trên. Đấy, xong. Như vậy là khi run app lên thì tôi đổ danh sách vào cái list view này. Rồi, kiểm tra kết quả nha. Run. Tôi chọn máy ảo. Đấy, như vậy là bạn thấy là cái file JSON của mình đã được đổ vào trong cái list view. Thì cái phần đổ vào list view chỉ là phần tôi làm thêm thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái đoạn code chỗ này, tiến hành đọc JSON nha. Thì như vậy trước khi kết thúc bài này thì bạn xem lại tôi công thức nha. Các bạn thấy truy cập vào đường dẫn này để bạn lấy. Thì nhắc tới JSON thì nó có hai dạng JSON. Đơn giản là bạn truy cập vào thẻ này luôn. Thì bạn chỉ cần là gọi tới thằng root, từ thằng root bạn get string môn học là xong. Còn nếu như mà bạn thấy là sau dấu hai chấm mình có ngoặc vuông, như vậy danh sách là cái mảng. Thì nếu danh sách là mảng thì bạn phải gọi danh sách nó là một cái JSON array và phải dùng dòng for để mà duyệt thằng đó. Tôi nói thêm là trước khi duyệt các bạn nên làm theo cái thao tác là bạn đếm coi trước khi chạy dòng for nha. Bạn nói là nếu mảng.len mà lớn hơn 0 thì hãy chạy nha. Tại vì lỡ như nó không có thằng con thì sao nha, lưu ý cho đó. Và dùng dòng for để mình tìm từng cái thằng xanh JSON object. Và khi có JSON object rồi thì bạn get string khóa học là xong. Thì đây là tất cả những gì về JSON. Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip.